chép này. Ủa riêng này. Đây này. À, quá tốt. Đẹp chứ. Ôi, đồ phi à. Mấy con gì to đâu nhờ? Có, mấy con vịt trên kia to kìa. Lên ta đụng nó ta dí luôn. Quạt nó sát. À. Che. Nó bị đi che. Thì ra nó bị sát. Đâu, che của Tú đâu? Mang bì rô phi hôm trước ra đây xả đánh cho sướng. Kém nhở? Một sát bờ đi. Ôi đi. Đấy con chép này. Đâu? Đâu mà? Lồn đấy. Chép đây này. Đấy, đấy, chép kìa, ui giời. Đây vẫn con này này. Tính từ từ thôi, này có cá đấy. Từ từ thôi. Con chép to rồi đây. Của mình nuôi hết mà mất đi đâu. À đồ, chép lên đẹp thế. Đấy, đấy, chưa? Đang bơi. À, chép này. Chưa này, nhìn chép nó lên này. Đấy. Đang bơi với cái tốc độ rất cao mà anh. Lần này bắt đầu có cá đấy, đánh. Ui, chép này. Ôi, nó bật lên. Tôm, con kìa, dưới không biết con gì cả, cá giếc à? Giếc. Đó, nó chỗ này ngon đấy, đánh từ, cẩn thận này. Ôi, đồ phì. Đây là chế độ đánh cá trắng thôi nha. Rô phi là chỉ bắt chơi vậy. Là mỡ cá riếc về rán ngon đấy. Ôi, cái chép này. Ôi, cá chép kìa. Chép lên đúng không ạ? Riếc này. Chép cái riếc này. Đấy, anh em nhìn nhá. Rất là đẹp luôn. À, sông có cá chép đấy nhờ. Đoạn này đánh kỹ đây. Ngon lành rồi. Đây là mẫu 20 phép của anh Thịnh nha các bác nhá. Các bác nào mua thì liên hệ nha. 0943236639 nhá. 0943236639. Bác nào mua thì từ cá trắng lên ngon lên. Đẹp rồi. Số điện thoại này có thể tìm Zalo và Facebook của anh Thịnh luôn. Đây, riếc này. Riếc này là cá ngon này. Ờ. Giảm cái giếc ra. Chép lộn cổ các anh đây thôi đấy. Này, giếc này. Bộ đồ đang là rất là sang chảnh. Làm cái tổ phát gì. Thốn đấy nhờ. Này, giếc này, lên này. Chép to nó bật lên nhìn đẹp chưa. À, đồ phì. Cái này quả này là phải liên hệ với bọn H2T bảo là hôm sau là anh mặc áo các chú đi. Các chú trả tiền anh. Chiếc kìa. Chiếc kìa, nổi quá. Lâu chưa nào. Ui. Đây hình như con này. À con cái rô phi ấy chứ. Hôm nào xuống lên hôm nhá. Đang bảo đi thuyền xuống kia kìa. Rô phi. Rô phi giờ đụng vợt là lật thế mà, đâu có quay đâu. Thôi giếc này, nhìn nó lên kìa. Giếc này. Đó này. Ờ, này bữa trước đi thuyền cũng có một ông đúng không? Nói chung là alo. Wow, trong này nó nhiều cá mà. Cá nhỏ thôi. Đấy, hỏi luôn. Anh nhiều mẫu lắm. Anh đánh thuyền anh đánh bộ anh. Này, nhìn nó lên nữa. Rất là phê nhá. Đó là anh đi bộ gì, anh em có một cái loại đi bộ mà
mạnh nhất là 8 hết. Một đến rưỡi trong. Ấy. Úi đi rồi con. Rô phi. Rô phi à? Bắt vâng vâng, cái loại bên em là 1 triệu rưỡi là rẻ nhất. Lớn mùi với em mày bắt. Không, em ở Thanh Hóa em. Vâng, anh chỉnh nào. Trong này là hết rồi, trong này là trong rồi. Quay luôn đi, ra đi. Chủ phỉ lên như cái giếc vậy nhỉ. Nếu mà được anh gửi thấy chết cực. Quá chết luôn. Gửi mấy cho anh. Tí ta dí con kia đang bơi kìa. Cá càng nhiều. Sao huấn luyện làm vịt lùa cá. Nên nên chỗ kích đánh thôi. Thời vụ có cái ông ấy có con vịt. À bọn Trung Quốc đây đúng không anh? Đó. Là em xem wow, wow. Nó có nuôi cái con chim gì đấy, bắt đầu nó buộc cái chỗ cổ lại, bắt đầu chim xuống bắt cá đấy. Có gì không lờ kìa. Đẹp chưa? Lai ông công. À, đến hôm 22 đi đánh hôm nhá. được đi. Hôm 24, hôm 24 chờ 22, chờ 23 người ta đi thả đó. Không, nhất là hôm 23 đấy. Mình đánh trong là bán đi chứ. Mà 22 đi đánh hôm 24 đánh. Con cá còn lại cá đỏ đó. Lão. Cá này. Hai lão đi đánh luôn. Úi giời. Người ta thả ra cho lão đi đánh nhỉ. Đấy chép này. Con vo đằng đây này, đấy. Một cái bè của mình nó đập mình nửa cái bè bỏ một bè. Vâng, nửa bè. Ui, con cá to quá mày ơi. Con gì kìa? Ui. Đây rồi. Lại gần vật, đưa lại gần đây. Đấy. Chép đây. Đấy. Okay. Ôi, mới ngã mắt đi, vỡ mặt luôn. Đây này. Rủ phí không? Bác nào mua kích liên hệ nhá, 0943236639. Các bạn có thể dùng số điện thoại này để tìm Zalo, Facebook anh Thịnh Phạm. Mẫu này là rất là tiết kiệm bình luôn. Cái gì đây? Mà đánh lại hiệu quả. Wow. Ui. Cá này. Ờ, có loại rô phi giống nhau thôi. Ui chào, cái bé bé kìa. Cho ăn thua gì sao mới động lòng. Ừ, đúng nhỉ, bé bé quá, cái cá còn. Đây, chép này. Đâu? À đây rồi. Có à. Cứ thì phản nó lên em mà cũng được. Buồn chân buồn tay. Mà sao mà quay được cái thúng. Ôi, con đồ phi, nó quá vượt, nó chạy mất rồi. Con đồ phi to lắm. Mày à, chép. Đây, bán đồ luôn. Nó ngoài vượt, nó lượn mất rồi. Đồ phi to lắm. Úi giời, cá con kìa. Bắt lại con đây phi đó. Sao mà qua được cái cống là thắng đấy cả. Con gì ở đây to lắm này. Trong này thì có cá. Nó đây nè. Nó đấy. Nó đâu lại đấy, thấy chưa? Bò chưa? Đây đánh chỗ mang cống. Đấy. Đánh chỗ mang cống đây. Đấy. Đánh chỗ mang cống đây. Đi đâu? Đánh chỗ này kì. Ôi rổ phì này. Trời ơi. Stop. Đây bỏ nó đây nhìn nó đẹp hơn này. Vai thật. Có qua được không? Qua được chứ. Đây là nước bé hơn của trước nhiều. Không, dưới vào đấy. Đánh như nó, đéo mang cái bình đi mà đánh. Thích thì chạy về lấy. Bình nào. Đơn giản. Chạy về, anh toán để về đi. Anh nhảy lên đây luôn này.
Anh nhảy lên đây luôn đi. Không ngon đấy, mình ở đây mình lên mình được thức mình rồi mình tắm. Đây, tắt tạm dừng đi ta. Tạm dừng đấy để qua trong tí nữa.